Xin chào quý bà con nhà nông. Ở video này, bà con hãy cùng em đi tìm hiểu một sản phẩm đột phá trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, đó là Vua Rệp Sáp 247EC. Với thành phần chính là Rofenofos và Thimethosam, Vua Rệp Sáp 247EC không chỉ là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai loại hoạt chất mạnh mẽ, mà còn là hỗn hợp có cơ chế đa tác động, từ vị độc, sông hơi cực mạnh, đến khả năng thấm sâu và lưu dưỡng hai chiều, giúp hiệu quả diệt trừ rầy rệp đạt ở mức độ cao nhất, đồng thời duy trì hiệu lực kéo dài. Hướng dẫn sử dụng đơn giản nhưng đem lại hiệu quả tối đa. Với một chai Vua Rệp Sáp 247EC 420ml, bà con pha được cho 2 phi 400 lít nước. Đối với rầy nâu trên lúa, chỉ cần sử dụng 0.3 đến 0.35 lít cho mỗi hecta diện tích, phối hợp với lượng nước từ 400 đến 600 lít, đảm bảo phun thuốc khi rầy cám ra rộ, bà con sẽ thấy cây lúa khỏe mạnh và phát triển bền vững. Không chỉ dừng lại ở lúa, Vua Rệp Sáp 247EC còn được đăng ký đặc trị cho rệp sáp trên cây cà phê với liều lượng chỉ từ 0.01 đến 0.02%, phun ướt đều cây trồng khi mật độ rệp khoảng 5 đến 7 chùm quả, đơn giản và tiết kiệm chi phí, an toàn và hiệu quả luôn là ưu tiên hàng đầu của Vua Rệp Sáp 247EC. Thời gian cách ly an toàn trước khi thu hoạch là 7 ngày. Điều này đảm bảo bà con có thể yên tâm sử dụng sản phẩm mà không lo ngại về tác động tiêu cực đến cây trồng và môi trường. Bà con đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm sự mạnh mẽ của Vua Rệp Sáp 247EC, mà hãy liên hệ ngay với công ty Dr. Land để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Chúc bà con có một ngày tốt lành và một vụ mùa thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo ạ.